Ngay khi mới lên ngôi, Pharaoh Ramses III đã đánh bại cuộc xâm lược ở Libya và Palestine, mở rộng lãnh thổ Ai Cập. Thưa Pharaoh vĩ đại, Ai Cập chúng ta đang trên đà thắng lợi. Thần có nên cho quân sang đánh chiếm các tiểu quốc láng giềng không ạ? Họ đang rất khiếp sợ sĩ khí quân ta. Chắc chắn chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong đây. Ta không phải là vị vua ưa thích chiến tranh, mở rộng quốc gia trên mồ hôi xương máu của các binh lính. Chủ soái nhìn cảnh chiến trường tang thương kia, chúng ta đã phải trả giá những gì cho trận đánh này? Vậy ý của ngài là... Mau chóng rút kỵ binh về, thiết lập nền hòa bình với các nước láng giềng cho dân chúng an tâm lao động sản xuất, đồng thời phát triển ngoại thương, buôn bán các mặt hàng trong nước. Ta tin rằng Ai Cập sẽ đi lên trở thành một cường quốc giàu mạnh trong tương lai. Phải ra ông muôn năm, muôn năm. Được lắm, mau chóng rút quân. Vàng bạc đao quý của mình nhiều vô kể đến thế này, chắc chắn không ít kẻ nhầm ngó. Mình cần phải nghĩ cách để bảo toàn số của cải này. Cho vời kiến trúc sư lỗi lạc Khomhap đến đây ngay cho ta. Vâng, thưa Pharaoh. Kính chào Pharaoh. Không biết hôm nay người gọi thần đến đây có việc gì ạ? Khomhap, ngươi hãy nhìn căn phòng này của ta. Ngươi có thấy lóa mắt bởi những ánh vàng bạc này không? Đây chỉ là một trong số vô vàn những căn phòng đựng châu báu của ta. Nhiều đến mức không một kẻ nào có thể ngờ được. Nhưng ta sợ rằng có kẻ sẽ tìm cách qua mặt ta để ăn trộm chúng. Ý của người là muốn thần xây dựng nơi để chứa kho báu đúng không ạ? Đúng vậy, đó sẽ là một căn tòa nhà có 102 ở Ai Cập. Hãy xây cho ta một căn mật thất với bức tường không gì có thể đâm thủng, sang bằng đá cứng để không kẻ nào có thể đào lối vào từ bên dưới. Và tòa nhà ấy phải cao hơn đỉnh kim tự tháp gấp nhiều lần để không kẻ nào có thể treo từ đỉnh kim tự tháp vào. Quả là một công việc rất khó, thưa Pharaoh. Vì thế ta mới cho gọi kiến trúc sư vĩ đại của Ai Cập tới đây chứ. Ngươi sẽ làm được đúng không, Khomhap? Đây là nhiệm vụ mà ngươi đã tính cẩn giao phó. Thật hứa với Pharaoh nhất định sẽ xây cho ngài một nơi cất báu vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Không kẻ nào có thể phá hủy nó. Tốt lắm, vậy ngươi hãy mau mau tiến hành đi. Bất kể yêu cầu gì của ngươi, ta sẽ đều đáp ứng. Các người hãy chia làm hai nhóm. Một nhóm tìm về cho ta những tảng đá cứng nhất ở rìa sa mạc vùng Sinine. Nhóm hai sẽ đưa tất cả những thợ khắc lành nghề nhất Ai Cập về đây cho ta. Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ lập tức làm ngay. Tất cả nhanh tay lên. Chú ý những khối đá phải được đẽo cẩn thận với kích cỡ của từng cánh cửa ra vào, không được để sai lệch. Chúng tôi đã mấy ngày nay không được nghỉ, tay tôi đã phồng rộp lên rồi. Xin ngài thư thư cho vài bữa. Không được, thời hạn công trình sắp đến. Kẻ nào nghỉ ngơi biết tay ta. Nếu cứ làm với tốc độ thế này, tất cả rồi sẽ ngã quỵ hết thưa ngài. Làm ngay, tốt hơn là nói lại nhảy. Ta không nghe bất cứ lời phàn nàn nào hết. Hãy để cái roi da trên tay ta giải quyết. Đau quá, xin ngài tha mạng. Alan, anh không được phép làm thế. Đây toàn là những thợ khắc lành nghề nhất. Hãy tôn trọng họ để họ yên tâm làm việc. Ngài Khomhap, ngài đến rồi đấy ạ. Tôi cũng chỉ muốn công trình của Pharaoh nhanh hơn mà thôi. Anh không sao chứ? Vâng, tôi không sao. Cảm ơn ngài. Tất cả thợ khắc nên chia lịch luân phiên. Đội này làm rồi, thế đội khác vào. Chúng ta cần đảm bảo sức khỏe cho họ. Đây là một tòa nhà với kiến trúc rất khó, đòi hỏi đội thợ có tay nghề cao, không sai sót được. Vâng thưa ngài Khomhap, tôi nhớ rồi ạ. Thưa ngài Khomhap, những khối đồng nguyên chất đang được chuyển về đây rồi ạ. Tốt lắm. Alan, anh sắp xếp vài chục người đi khiêng về lò rèn đi. Các khối đồng đều rất lớn, chú ý không xảy ra tai nạn cho công nhân nha. Ngài yên tâm, hãy để tôi lo. Đúng là một tòa nhà kiên cố. Dẫn ta vào trong xem nào. Vâng, xin người đi theo thần. Thưa Pharaoh, tòa nhà này được xây kín như bừng, không một con ruồi nào có thể lọt vào mà thoát ra được. Bên trong là những cánh cửa bằng đá nặng nề hoặc bằng đồng nguyên khối, không dễ dàng phá cửa để đi vào trong. Sân nhà thì lát đá,
không thể đột nhập từ dưới. Vậy thì làm thế nào để đảm bảo chỉ duy nhất chỉ có ta mới có thể vào đây, kể cả nhà ngươi? Dạ thưa, nhưng người vừa thấy, trước mỗi cánh cửa mỗi phòng đều phải được mở bằng ứng riêng của người. Ngoài pha ra ông ra thì không ai có thể vào đây nếu không được sự cho phép ạ. Tốt lắm, tòa nhà này có bao nhiêu phòng? Dạ, nội thất bên trong của hơn 1000 phòng nhỏ để chứa từng báu vật riêng. Giỏi lắm hòm hép, ngươi đã nghĩ một cách rất chu đáo. Nhưng hãy nhớ, nếu ngoài ngươi và ta có người biết đến cách ra vào tòa nhà này, lập tức ta sẽ xử tử cả nhà ngươi. Thần luôn ghi nhớ điều đó trong lòng. Thần sẽ lấy tính mệnh ra đảm bảo, sẽ không bao giờ hé răng cho ai. Ta sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh mới được. Mau cho quân lính khiêng hết kho tàng vào trong tòa nhà này đi. Nhớ là giám sát chúng cẩn thận. Thưa Phái Râu, xong việc có cần giải quyết tất cả không ạ? Không cần. Đây là một tòa nhà bí mật, ngoài ta ra không ai có thể xâm phạm được, nên không cần lấy mạng ai hết. Thế còn kiến trúc sư Hôm Hép, ông ta nắm giữ bí mật tòa nhà này trong tay, biết đâu có bất trắc gì xảy ra ạ? Ngươi nói cũng có lý. Chỉ có tên Hôm Hép mới biết cách ra vào tòa nhà này. Hãy xử lý mọi việc cho êm thấm. Vâng, thần đã rõ ạ. Thần sẽ cho tiến hành công việc ngay. Ta đúng là vị pharaoh giàu có nhất của Ai Cập. Còn ai có thể sở hữu số tài sản lớn đến thế chứ? Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Để con đi tìm thuốc về chữa bệnh cho cha. Sao đột nhiên đang khỏe mạnh, cha lại đổ bệnh thế này? Joseph, Asan, các con lại gần đi. Ta có việc muốn dặn dò trước khi ta nhắm mắt. Cha nói gì thế? Sức khỏe của cha còn rất tốt. Cha hãy giữ sức khỏe để chúng con đi mời thầy thuốc. Cha biết tự liệu sức mình. Các con hãy nhớ kỹ từng lời cha nói. Cha được phải ra ông tin cẩn giao phó cho việc xây dựng mật thất trữ kho báu của người. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Tòa nhà xây dựng cho pha ra ông đã xong. Thời gian qua ngài đã vô cùng vất vả, lao tâm khổ tứ rồi. Vì đây là công trình bí mật nên khó có thể làm lễ lớn linh đình để mừng ngày hoàn thành. Được lệnh của pha ra ông, ta xin kính ngài một ly rượu. Nhưng mà ngài còn chần chừ gì nữa? Chả lẽ ngài nghĩ đây là... Để tôi uống trước cho ngài xem, đây không phải là rượu độc. Ý tôi không phải là thế. Cảm tạ ơn đức của pha ra ông, tôi xin được uống cạn ly này. Tốt lắm ngài Hôm Hép. Tôi cũng có công chuyện cần phải đi gấp. Mong ngài trở về bình an. Trời ơi, không ngờ mọi chuyện là như vậy. Thật là thiệt thòi cho cha quá. Ta không thể sống được vì sự tồn tại của ta là sự đe dọa đối với kho tàng vô giá đó của pha ra ông. May mắn ngài đã không cướp đi sinh mệnh của những người thợ đã tham gia xây dựng. Ta là kẻ nắm giữ bí mật vào tòa nhà. Chỉ cần ta chết, mọi bí mật sẽ được chôn xuống mộ. Cha ơi, thật khổ cho cha. Chơi với vua như chơi với hổ. Cả một đời cha tận tụy cống hiến mà nay nằm đây không có ai xót thương. Đúng là bất công với cha quá. Nhưng pha ra ông không biết rằng ta đã làm một con đường bí mật trong bức tường dày ở phía đông của tòa nhà, với một trục quầy bằng đá để đóng mở. Nhìn ngoài nó không khác gì một bức tường bình thường, bí mật không tì vết. Trừ khi là một nhà kiến trúc tài ba lỗi lạc, không thì không ai có thể nhận ra sự tồn tại của con đường này. Con đường này để ta có thể ra vào kho báu để phòng trường hợp bất trắc. Nếu ta có mệnh hệ gì mà pha ra ông cần sự trợ giúp, các con hãy phụng sự người. Đến giờ này cha vẫn còn trung thành với ông ta ư? Pha ra ông chính là người đã đẩy cha vào đường cùng thế này, không phải vậy sao? Còn các con, hãy đưa mẹ của mình mau chóng rời khỏi kinh thành, tìm một nơi thật kín để thay tên đổi họ. Nếu không, các con cũng sẽ gặp nguy hiểm vì ta. Ta thật xin lỗi đã làm liên lụy tới các con. Làm ơn tỉnh lại đi cha. Cha ơi, làm thế này có ổn không anh? Nếu chúng ta bị phát hiện, pharaoh sẽ lập tức chém đầu chúng ta. Đây là lối đi bí mật ngoài cha ra, không ai có thể biết được, kể cả pharaoh. Em còn lo gì chứ?
Nhưng mà em vẫn rất sợ. Tài sản trong kho báu này có nhúm máu của cha chúng ta, hai anh em mình phải lấy về một ít. Âu cũng gọi là trả công cho cha mình, chứ không thể để cha mình chết oan uổng như vậy được. Vâng, chúng ta đi thôi. Cẩn thận anh. Thật là thần kỳ làm sao. Trời ơi, thật quá sức tưởng tượng của anh. Chưa bao giờ anh nhìn thấy nhiều vàng bạc như thế, mà toàn là những thứ quý giá. Đúng vậy, em nghe cha nói trong đây có 1000 căn phòng, nhưng có vẻ như phòng nào cũng la liệt vàng bạc, nên mới có nhiều thứ được vứt ở các lối ra vào. Mình chỉ cần lấy một ít thì có mà sung sướng cả đời. Thôi, nhanh lấy đầy bao rồi chúng ta chuồn khỏi đây ngay, để đề phòng bất trắc. Những hôm sau đó, chà, tòa nhà này sắp bị lấp đầy cả châu báu đến nơi rồi. Lòng tham của con người quả là vô đấy. Khi ta đã đổ đầy một phòng châu báu thì ta lại muốn căn phòng thứ hai, thứ ba, thứ 1000 cũng như vậy. Có lẽ ta phải xây một tòa nhà nữa cũng nên. Quái lạ, đây không phải là dấu chân của ta. Vậy thì đã có kẻ đột nhập được vào tòa nhà này rồi ư? Không đúng, tòa nhà này được xây dựng rất nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể chui lọt cơ mà. Hay đã có lối đi bí mật mà ta không biết, hoặc là một đoạn tường nào đã bị đục phá. Ta quyết sẽ tìm cho ra kẻ đó và giết chết hắn. Mùi ngon thế này thì ắt hẳn con chuột trộm cắp đó sẽ còn quay lại. Mình phải nghĩ ra kế để tóm gọn con chuột đó trong tay. Sao anh nói chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi lấy được ít vàng bạc rồi mà? Chúng ta sẽ mạo hiểm nốt lần này, cần phải vơ vét số tiền nhiều hơn, rồi cả nhà ta sẽ dọn đi nơi khác, đường hoàng mà sống một đời sung sướng. Trời ơi, nơi đây có đặc bẫy, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Anh có sao không cho sếp? Asan, nghe kỹ lời nói, em phải mau rời khỏi đây trước khi chúng ta bị tóm gọn. Không được, đi thì cùng phải đi. Anh lên đây đem cổng, chúng ta sẽ thoát được. Chắc chắn phải ra ông biết cô kẻ đã đột nhập. Nếu anh không ở lại thì ông ta sẽ truy lùng em cũng không thể thoát được. Mũi tên này có tẩm thuốc độc, đằng nào anh cũng không thể sống được. Em cần phải thoát khỏi đây. Hãy nhanh lên, từ nay việc chăm sóc mẹ anh nhờ cậy cả vào em. Trời ơi, Joseph, em phải làm thế nào đây? Đi ngay, đừng chần chừ nữa, mau lên Asan. Không được, nếu nhìn thấy mình, chắc chắn thuộc hạ của Pharaon sẽ biết mình là con trai của cha, còn mẹ và em sẽ bị truy lùng theo. Trước khi Pharaon đến đây, mình cần phải xóa bỏ mọi dấu vết. Có chuyện gì thế? Dạ, có một cái xác chết ở trong này, nhưng... Nhưng sao? Làm gì mà ngươi cứ ấp úng như gà mắc tóc thế? Dạ, xác chết đó đã phá hủy toàn bộ dung nhan, không thể nhìn rõ hắn là ai khi trên mặt chằng chịt vết kiếm bị rạch. Ha, to gan. Vậy chắc chắn hắn không muốn bị truy ra thân phận, chắc chắn là còn có kẻ đồng lõa. Ngay lập tức treo xác chết này ở trên cổng thành. Nếu ai mà đến khóc lóc và xin trả cái xác đó, chính là tòng phạm. Lập tức lôi về đây ngay cho ta. Vâng, thưa Pharaon. Trời ơi, kẻ trộm kho báu của nhà vua phải chịu kết cục thật tàn nhẫn. Rồi hắn sẽ bị lũ quạ rỉa rối cho đến khi chết giũa mà thôi. Tôi thật sự không dám nhìn nữa. Ai là người thân của anh ta, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chết ngất. Là Joseph, đúng là Joseph rồi. Từng ngón chân, ngón tay của nó mẹ đều nhận ra. Asan, mấy hôm trước các con mang vàng bạc về, mẹ đã nghi ngờ rồi. Hóa ra các con đã phạm tội tày đình, lại đi ăn trộm kho báu của Pharaon. Mẹ, chúng ta đi mau khỏi đây, nếu không sẽ bị nghi ngờ đó. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa, con rối ruột rối gan lắm. Nếu cơ thể của anh con không được chôn cất tử tế thì anh con sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an ở vùng đất linh hồn Duat, cũng không được dẫn đến trước vị thần cai quản âm phủ Osiris. Anh con sẽ mãi lang thang trên trái đất như một hồn ma vô danh. Nên con hãy mang thi thể anh trai con về đây, hoặc mẹ sẽ đến trước Pharaon cầu xin ân huệ ngài đã ban cho cha con. Nếu ngài ấy có phán con tội chết,
mẹ cũng sẽ chôn cất con cùng lăng mộ với cha và anh con. Ít nhất đó là điều mẹ có thể làm. Mẹ đừng khóc nữa, cũng đừng nghĩ đến cái chết. Anh con đã nguyện hy sinh để không liên lụy tới mẹ con mình. Mong mẹ đừng mạo hiểm. Nhưng mẹ không thể sống được khi nhìn anh con bị treo giữa trời nắng và làm mồi cho lũ quạ như thế. Xin con hãy hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ này. Thôi được, mẹ nghỉ ngơi đi. Con sẽ tìm cách mang thi thể anh về đây mà chúng ta không bị chút nguy hiểm nào. Con sẽ không để sự hy sinh của anh trở thành vô ích được. Hôm đó, Asan đành cải trang thành một thương gia già, dắt hai con lừa tải những bầu rượu vang đi dọc tường thành. Khi đi qua lính gác, anh vờ rằng những bầu rượu đựng trong bầu bằng da đã bị vũ khí của họ cạo vào, khiến nó bị thủng và bắt đầu chảy khắp nơi. Ôi, những bình rượu vang ngon lành nhất của tôi đã bị chảy hết rồi. Làm thế nào bây giờ? Có ai không? Giúp tôi với. Đồng tiền của tôi đang chảy đi cùng với những bầu rượu kia. Đừng hốt hoảng, để chúng tôi giúp anh. Mau mau các anh ơi, giúp anh ta. Đây là những bình rượu còn lại. Hãy chất lên xe cẩn thận nha, không lại va đập bể bây giờ. Ôi, cảm ơn những anh lính. Các anh đúng là những người giàu lòng tốt bụng. Hãy để tôi được mời mỗi anh một ly rượu, thay cho tấm lòng cảm kích của mình. Thôi thôi, chúng tôi có giúp được gì nhiều đâu. Sao lại không nhiều? Các anh đã giúp tôi gỡ gạt lại được chút vốn liếng, thế là may mắn lắm rồi. Nào, bác đựng rượu đâu, để tôi mời các anh một chút. Nào uống đi, chỉ chút thôi, không ảnh hưởng đến công việc của các anh đâu. Dạ, rượu ngon quá, tôi mới uống lần đầu đấy. Nếu ngon thì mời anh uống tiếp đi ạ, à. Tôi vẫn còn nhiều lắm. Khi các lính gác ngà ngà say, tia mặt trời cuối cùng cũng biến mất. Màn đêm buông xuống, Asan nhẹ nhàng gỡ lấy thi thể anh trai, rồi mang nó trong một tấm da, chất lên con lừa cùng các món hàng khác. Morgan, ai cho các người uống rượu khi đang làm việc? Bọn trộm đã đưa cái xác của tên trộm đi mất rồi. Lôi bọn chúng ra ngoài, đánh mỗi người 100 nghỉ. Ôi, ôi, xin người ta mạng, chúng thần không dám làm vậy nữa. Chúng thần sẽ mất mạng mất. Lại còn có lần sau ư? Lôi chúng đi mau. Bằng mọi giá, ta phải có được kẻ đã trộm kho báu của ta. Bọn trộm đáng ghét. Về phần Asan, sau khi chôn cất anh trai mình xong xuôi, anh đã đưa mẹ đi khỏi Ai Cập. Asan hiểu rằng kho báu dù giá trị nhưng không nên có lòng tham, nếu không sẽ gặp hậu quả lớn. Từ đó, lối đi bí mật vào kho tàng châu báu của nhà vua đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Chuỗi ngọc bị mất. Mình đã đến lúc cần phải được nghỉ ngơi rồi. Đây là chuỗi ngọc quý mà Hoàng thượng ban tặng cho chùa chúng ta. Vì vậy, ta cũng như các con phải có trách nhiệm thờ phụng và trông coi chuỗi ngọc, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra, có biết không? Vâng, thưa sư phụ. Sư phụ ơi, chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc làm sao? Chuỗi ngọc bị mất rồi ạ. Sao? Chuỗi ngọc mất rồi à? Ai trong số các con đã lấy cắp chuỗi ngọc? Không phải bọn con ạ. Điện thờ này ngoài ta và các con thì không ai có thể ra vào được. Chuỗi ngọc lại biến mất chỉ sau một đêm. Chắc chắn người lấy cắp là một trong số các con. Nể tình các con theo ta đã lâu nên ta cho các con một cơ hội. Trong vòng ngày mai hãy trả chuỗi ngọc về chỗ cũ, ta sẽ không trách tội. Chuỗi ngọc vẫn chưa trả về vị trí cũ, nghĩa là các con vẫn không ai chịu thừa nhận. Sư phụ, con không lấy thật mà. Ngôi chùa này treo leo trên đỉnh núi, cửa và cổng đều rất chắc chắn, không ai có thể vào được. Vậy người lấy chuỗi ngọc chỉ là một trong số các con. Ta cho các con thêm một cơ hội nữa. Nếu ngày mai mà ta không thấy chuỗi ngọc thì các con phải rời khỏi đây mãi mãi. Rời khỏi đây ư? Hãy tự liệu đi. Trong các đệ, ai lấy chuỗi ngọc thì mau nhận đi,
đừng để tất cả chúng ta bị sư phụ đuổi khỏi đây. Không phải đệ, cũng không phải đệ. Đệ là người phát hiện ra mất chuỗi ngọc đầu tiên. Có phải đệ lấy không? Không phải đệ. Hôm đó là phiên đệ quét dọn ở điện chính, nên đệ phát hiện ra đầu tiên thôi. Hay là đệ, đệ là người quét dọn cuối cùng trước khi chuỗi ngọc bị mất đúng không? Không, lúc đệ quét dọn xong, rời khỏi điện vẫn còn mà. Hay là một trong hai đệ? Từ nãy giờ huynh cứ đổ tội cho mọi người, lẽ nào chính huynh là thủ phạm? Phải đấy, có khi chính huynh ấy lấy đấy. Các đệ đừng nói bậy, huynh không bao giờ làm chuyện đó. Là đệ, là huynh. Đệ thì có, huynh mới đúng. Các huynh đừng cãi nhau nữa. Đệ chính là người lấy cắp chuỗi ngọc. Là đệ thật sao? Ngũ đồ đệ đã nhận lỗi, các con có thể ở lại đây, không phải ra đi nữa. Ngũ đồ đệ, con còn muốn nói gì không? Sư phụ, xin sư phụ hãy tha lỗi cho con ạ. Con, chuỗi ngọc đâu? Con mang đi bán rồi ạ. Vậy tiền bán chuỗi ngọc đâu? Con làm mất rồi ạ. Con giỏi lắm, dám lừa cả sư phụ à. Các con tưởng đưa ra một người chịu tội rồi nói những lý do vớ vẩn như vậy là xong chuyện à? Sư phụ, người nói gì con không hiểu ạ. Thực chất người lấy chuỗi ngọc không phải con, tại sao con dám nhận bừa? Sao sư phụ biết? Không phải ngũ đệ sao? Con tưởng đánh lừa được sư phụ sao? Thật là hỗn xược. Con xin sư phụ, con không bao giờ dám lừa dối sư phụ. Trở dĩ con nhận tội là vì không muốn các sư huynh nghi ngờ lẫn nhau, để rồi tất cả phải ra đi. Xin sư phụ hãy tha lỗi cho con. Thế còn kẻ lấy cắp thực sự thì sao? Con làm vậy thì chỉ có lợi cho kẻ đó thôi. Họ đều là huynh đệ sống với con từ nhỏ, con rất hiểu tính họ. Nếu chẳng may lầm đường, ắt hẳn phải có nỗi khổ. Con chỉ muốn đứng ra nhận tội để không ai khó xử. Xin sư phụ cứ phạt con đi ạ. Đứng lên đi, sư phụ sao có thể trách phạt con chứ. Thật ra chuỗi ngọc không hề bị mất, ta làm vậy để thử các con thôi. Sư phụ, người... Ta già rồi, muốn nghỉ ngơi và truyền lại chức trụ trì cho một trong số các con. Ta thấy các con đều rất có khả năng. Tuy nhiên, người làm trụ trì cần phải có một tấm lòng bao dung, nhân hậu và yêu thương các huynh đệ của mình. Và ta đã tìm được người xứng đáng nhất, chính là con. Con, liệu con có làm được không ạ? Ta tin là con sẽ làm tốt hơn ta, đừng để ta thất vọng. Cảm ơn sư phụ, con nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Tốt, tốt lắm. Một ngày tồi tệ. Chết rồi, sắp muộn rồi. Sao tự nhiên than chậm như đùa thế này? Giờ chấm công mà tầng nào cũng giữ than, điên thế không biết. Cô Dung, đã chấm công chưa thế? Giờ này mới lên thì muộn mất rồi. Phải đấy, muộn rồi. Lúc bọn anh xuống đồng hồ chấm công đã là 8 giờ 1 phút rồi. Thôi, đi ăn sáng cùng bọn anh luôn đi. Muộn rồi à? Thôi, mọi người đi đi, em không đi đâu. Ok, bọn anh đi đi. Tất cả tại mày. Đang đi tới gần công ty thì thủng xăm, làm tao mất tới 50.000 tiền phạt đi muộn. Giờ lại còn phải tìm chỗ sửa xe nữa. Gần đây có quán sửa xe nào không nhỉ? Trẻ thử vào ngõ này xem. Trố mình đúng là nhỏ đủ đường. Như Ly đó, vừa cao ráo xinh xắn, lại con nhà giàu. Bao nhiêu anh cao to đẹp trai xinh chết, lại được lòng sếp. Công việc thì nhàn hạ, lương lại cao, cái gì cũng có. Còn mình thì vừa xấu, vừa lùng, lại không khéo ăn nói, chẳng được lòng sếp, cũng chẳng có anh nào thèm dòm ngó. Đã thế, suốt ngày toàn gặp những chuyện đen đủi. Trời ơi, lại còn mưa nữa. Hả? Thôi xong, lại còn quên áo mưa ở nhà nữa chứ. Trú tạm vào đó đã vậy. Ây,
Trời ơi, hôm nay là cái ngày đen đủi gì vậy không biết. Chết mất thôi. Cô ơi, cô có sao không? Cô dựng xe lên đi, cháu che ôm cho cô rồi. Cảm ơn cháu. May quá, mưa ngớt rồi. Tất cả chỉ tại cơn mưa đáng ghét và chiếc xe máy lăn đùng ra hỏng không phải lúc này. May mà có cháu. Cảm ơn cháu, cô bé ngoan. Xe cô bị thủng xăm mà. Cô về nhà với cháu. Ba cháu biết sửa xe đấy. Giờ này chắc ba cháu cũng về rồi. Nhà cháu ở ngay gần đây thôi à. Ừ thế à. Ba cháu làm nghề sửa xe hả? Hay quá. Cô đang đi tìm mãi mà chưa thấy chỗ nào để sửa xe. Ta đi thôi. Dạ. Nhà cháu đây rồi ạ. Nhà cháu đây á? Vâng ạ. Sao trông chẳng có vẻ gì giống một quán sửa xe cả? À, ba về. Con gái, ba đi làm về rồi đây. Ba ơi, con cũng vừa đi mua xôi về cho ba nè. Ba đã đói lắm chưa? À, ba ơi, ba sửa xe giúp con này đi. Xe cô ấy bị thủng xăm rồi. Em chào anh. Em tình cờ gặp bé ngoài đầu ngõ. Em lại cứ tưởng nhà mình có quán sửa xe nên... À, không sao, anh không mở quán. Nhưng anh sửa được. Cả cái ngõ này, hễ có ai hỏng xe là lại mang sang anh đấy. Em cứ tin tưởng tài nghề của anh đi. Anh sửa loáng một cái là xong thôi. Ngại quá à. Nhưng mà giờ dắt đi tìm chỗ khác thì cũng chết. Thôi đành vậy. Tự nhiên lại làm phiền anh thế này. Có gì đâu mà ngại, em đừng khách sáo. Mẹ nó thì đi chợ sớm, anh lại hay đi làm ca đêm. Ban ngày về nhà cũng chỉ lo con lợn con gà, lúc rảnh thì sửa xe hoặc làm gì giúp được mọi người là vui rồi. Sao anh không mở quán sửa xe, kiếm thêm thu nhập? Giúp mọi người là chính thôi em à. Ngõ này cũng toàn hàng xóm láng giềng thân thiết, mà cũng đều là dân lao động khó khăn. Tiền thì cũng quý thật, nhưng mà tình cảm còn quý hơn em à. Với lại anh thấy cuộc sống của mình như thế này là quá hạnh phúc rồi. Con bé ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, hàng xóm láng giềng thân thiết, vui vẻ. Dù kinh tế mình chưa khấm khá, nhưng nếu biết tự bằng lòng, thì thấy cuộc sống của mình vẫn rất may mắn, hạnh phúc. Anh ấy nói đúng. Nếu biết tự bằng lòng với những gì mình có, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bấy lâu nay, mình đã để sự ích kỷ, đố kỵ cản trở, đè nặng. Nếu biết sống chậm lại, mở lòng mình hơn, hẳn sẽ thấy cuộc sống này cũng tươi đẹp, đáng quý biết bao. Đặc biệt là khi gặp được những con người đáng quý như cha con họ. Xong rồi đó em, lần sau có hỏng thì cứ dắt vào đây anh sửa cho nhé. Em cảm ơn anh tốt quá, anh cho em gửi tiền. Tiền nông gì em, anh đã nói rồi mà, giúp được ai cái gì là quý thôi. Dạ, thế em xin, cảm ơn anh, cảm ơn bé nhé. Cháu chào cô ạ. Cảm ơn cháu vì đã biến một ngày tồi tệ của cô trở nên tuyệt vời. Cuộc trò chuyện với chiếc bóng. Dự án đó bà tạm thời hoãn lại, đợi tôi tới hãy quyết nhé. Cuối tuần mà, mẹ đừng làm việc quá sức kẻo bệnh. Công việc đầy ra đó, không làm bây giờ thì khi nào làm hả con? À, mà hè này mẹ sẽ đăng ký cho con học cả tuần. Con phải chăm lo học, tốt nghiệp cấp 3 xong, mẹ sẽ cho con du học nước ngoài. Học xong thì về công ty nhà mình làm. Sao hè nào con cũng phải học nhiều như vậy hả mẹ? Bạn bè con có đứa nào phải học nhiều như con đâu. Bạn bè con khác, con phải học nhiều mới trở thành người xuất sắc được. Con chẳng cần, con chỉ muốn được như các bạn. Mẹ ơi, hay là hè này mẹ con mình đi du lịch đi. Con hay nhỉ, mẹ vừa báo rồi, thế mà lại nói vậy, không có du lịch gì hết. Hè này con phải lo học. Mẹ thật quá đáng, mẹ chưa bao giờ thương con cả. Còn với cái, đua cho lớn được cái cha cái mẹ. Chút nữa thì mình quên mất, trưa nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Ah!
ai đó. Bà đừng sợ, tôi chỉ là một chiếc bóng, không làm hại được bà đâu. Chiếc bóng à? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi chỉ muốn tìm bà để tâm sự và cầu mong bà giúp đỡ. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có một cuộc hẹn quan trọng phải đi gấp. Khoan đã, nhưng tôi chính là chiếc bóng của bà đấy. Chiếc bóng của tôi ư? Tại sao bóng của tôi lại bị trói tay thế kia? Tôi đường đường là một giám đốc thành đạt, ai dám trói buộc tôi mà bóng tôi lại bị trói như vậy? Không, tôi có bị trói đâu, bà nhìn lại đi. Nhưng tôi nhìn thấy chẳng khác gì bị trói cả. Tôi chỉ là chiếc bóng phản chiếu của bà thôi, nhưng đúng là lúc nào tôi cũng cảm thấy bị gò bó, không mấy được thoải mái bao giờ. Bà thử xem lại bà đi, tại sao lại như vậy? Tôi e chính bà đã trói buộc cuộc đời của bà đấy, nên suốt đời tôi cứ gò bó như bị trói thế này. Là tôi ư? Bà có nhớ khi bà còn nhỏ? Con phải học, phải đứng nhất lớp, phải trở thành người xuất sắc nhất, nghe chưa? Dạ vâng, thưa bố. Con đạt giải khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh ở trường này bố. Vẽ vời linh tinh, con tập trung học các môn về kinh tế cho bố. Nhưng con muốn trở thành họa sĩ cơ. Bố không cho phép, con phải trở thành doanh nhân như bố mới có tương lai, sau này còn kế thừa sự nghiệp của bố nữa. Dạ vâng. Chúc mừng cháu nhé. Trẻ thế đã được thăng chức giám đốc rồi, giỏi giang y như bố cháu vậy. Từ nhỏ đến lớn, bà chỉ sống theo quan điểm và sự sắp đặt của bố bà. Có bao giờ bà dám đấu tranh để sống cho sở thích và đam mê của bà không? Bây giờ bà thành đạt, nhưng liệu bà có hạnh phúc không? Tôi... Bà có biết, cứ mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy như có sợi dây vô hình ngày càng thắt chặt lấy đôi tay tôi không? Chắc chắn bà phải thế nào, tôi mới càng ngày càng điêu tàn như vậy. Bà hãy nhìn con gái của mình kìa. Con gái tôi. Bà hãy nhìn chiếc bóng của con gái bà xem. Ai dám trói tay con gái tôi thế kia? Không, bóng con gái bà có bị trói đâu. Chẳng qua bà đã trói buộc con gái mình nên cái bóng mới vậy. Tại sao? Tôi luôn muốn những điều tốt đẹp cho con gái của mình cơ mà. Nhưng chính bà đang trói buộc những ước mơ và sự tự do của con gái bà. Bà đã bao giờ hỏi con gái của bà thích gì chưa? Hay chỉ ép buộc con như cách mà bố bà đã từng làm với bà? Tôi nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời. Hãy sống vì cuộc đời mình, chứ đừng sống vì cuộc đời của người khác. Hãy tự cởi trói cho bản thân và cởi trói cho cả con gái của bà. Chúng tôi ắt cũng được thơm lây. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi. Chiếc bóng gì hả mẹ? Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ sao thế này? Lúc mẹ vừa ra khỏi cửa thì bỗng ngất xỉu. Con đưa mẹ vào bệnh viện ạ. Bác sĩ bảo mẹ chỉ bị say nắng và mệt mỏi do làm việc quá sức. Chỉ nghỉ ngơi vài hôm là ổn thôi. À, thì ra là vậy. Chi nè, có lẽ mẹ sẽ không áp đặt con nữa. Hè này mẹ con mình sẽ đi du lịch. Mẹ cần phải được nghỉ ngơi con à. Mẹ nói thật sao? À ha, được đi du lịch rồi. Con cảm ơn mẹ. Bản thiết kế ngôi nhà hạnh phúc. Mời vào. Dạ, em chào thầy. Thiên đây à, em tìm thầy có chuyện gì không? Thưa thầy, em vừa đọc thông báo trên bản tin trường. Được biết, Hội Kiến trúc sư quốc gia đang phát động cuộc thi thiết kế nhà ở. Em đến để xin ý kiến thầy, em có nên đăng ký tham gia không ạ? Nên chứ, đây là một cuộc thi bổ ích nhằm tạo sân chơi giúp sinh viên kiến trúc có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê của mình. Thầy ủng hộ em tham gia. Thế em đã có ý tưởng gì cho thiết kế của mình chưa? Dạ rồi ạ, em đã thiết kế theo chủ đề ngôi nhà hạnh phúc. Đó sẽ là một ngôi nhà đẹp, tiện nghi hiện đại nhất mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên. Em chắc chứ? Dạ thưa thầy, em sẽ cố gắng vận dụng hết kiến thức và kỹ năng học được. Em tin mình sẽ thành công. Có điều, thầy có thể cho em mượn bộ giáo trình
về thiết kế nhà để tham khảo thêm được không ạ? Được chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ em cứ bắt tay vào làm đi. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến gặp thầy. Vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đêm nào bác ấy cũng uống rượu trong bóng tối như thế. Hình như bác ấy sống một mình thì phải. Thôi, vào làm việc tiếp nào. Gì đó, mình đã thiết kế theo cấu trúc hiện đại nhất, nội thất bên trong cũng khá tiện nghi, sân vườn và hồ bơi đầy đủ cả. Mẫu nhà ở này nhìn chung cũng khá đẹp, nhưng ngôi nhà chưa khiến mình cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên. À, mình sẽ thiết kế thêm giường đôi trên sân thượng để nằm ngắm sao, thật lãng mạn. Mái vòm sẽ làm bằng thủy tinh và có thể tự động đóng mở, phòng trường hợp trời mưa. Có vẻ lãng mạn đây. Dạ, chào thầy, em có chuyện muốn hỏi ạ. Ừ, em đang gặp khó khăn về bản thiết kế ngôi nhà hạnh phúc đúng không? Dạ vâng, em đã nghiên cứu rất kỹ bộ giáo trình và cố gắng thiết kế mẫu nhà ở đẹp nhất, tiện nghi nhất và hiện đại nhất. Thế nhưng nhìn ngôi nhà này, em vẫn chưa ưng, chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên. Em đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn thế. Ngày mai em mang bản thiết kế đến trường, thầy xem giúp em nhé. Không cần mang bản thiết kế đến đâu. Thầy biết rõ năng lực học trò xuất sắc nhất của mình mà. Ngày mai em cứ đến văn phòng, thầy trò mình sẽ cùng trò chuyện. Còn bây giờ, nên rời khỏi bàn làm việc và ra ngoài dạo phố một lát cho khuây khỏa đi nào. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Em chào thầy. Bữa cơm thật vui vẻ và ấm cúng. Anh lại đi gặp con nhỏ đó phải không? Ơ, cái cô này. Tôi có hẹn với đối tác mà. Anh đừng có gạt tôi. Hôm qua chính mắt bạn tôi thấy anh dẫn cô gái nào đi vào nhà nghỉ mà. Làm gì có. Tôi ra ngoài làm việc vất vả kiếm tiền về nuôi cô. Cô ở nhà rảnh rỗi quá nên bị hoang tưởng thì có. Đứng lại, anh không được đi. À! Ai, anh chồng đó ngoại tình lăng nhăng, cả khu phố này ai cũng biết, chỉ tội cô vợ. Ở ngôi nhà to đẹp thế kia mà không hạnh phúc thì cũng bằng thừa. Ai... Thì ra là vậy, mình đã hiểu rồi. Thưa thầy, em đã hiểu vì sao bản thiết kế ngôi nhà hạnh phúc mãi không thể khiến em cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên rồi. Ừ, em nói thầy nghe xem nào. Dạ, vì bản thân ngôi nhà không thể đem lại hạnh phúc cho con người, mà hạnh phúc chỉ được tạo ra từ chính những người sống trong ngôi nhà ấy. Dù đó là căn biệt thự tráng lệ, hay chỉ là một chiếc ghe tạm bợ nơi bến sông, thì chỉ cần người sống ở đó yêu thương và tôn trọng nhau, thì đó sẽ là ngôi nhà hạnh phúc. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng em đã hiểu được vấn đề. Những nhà kiến trúc sư chúng ta không thể thiết kế nên một ngôi nhà hạnh phúc được. Tuy nhiên, chúng ta có thể thiết kế nên những ngôi nhà thật đẹp cho những gia đình hạnh phúc. Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ đổi sang chủ đề khác thầy ạ. À, ngôi nhà tiện ích chẳng hạn. Em hy vọng những ngôi nhà do em thiết kế sẽ góp phần tạo nên một mái ấm an toàn, vững chắc và là nơi tìm về của những gia đình hạnh phúc. Cứ cố lên. Cuộc thi là sân chơi cho những sinh viên kiến trúc mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.